Vui mừng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 của bộ tiểu thuyết Ở Ma Lai của tác giả Hoàng Văn Bồn. Mời quý thính giả cùng nghe. Thế là quỳ bị sốt rét rừng, Hết cơn lạnh đến run bần bật, lại đến cơn nóng hầm hập khi cơn lạnh kéo đến Quỳ nằm khoanh tròn Basuma phải nổi lửa đốt sát người Cũng không bớt lạnh Cái lạnh từ trong ruột lạnh ra Quỳ rên gì Quát tháo Basuma phải trèo lên nằm ôm mình cho ấm Lúc đầu Suma ngượng ngùng Không chịu Sau thấy bạn run bần bật Suma đành leo lên ôm chặt người quỳ Chuyển hơi ấm cho quỳ Thương bạn Sợ bạn chết Suma không biết ngượng nữa rồi vài đêm sau, Suma cầm đèn, sách dao lùi vào rừng, kiềm cá tươi cho quỷ. Quỷ kiên quyết không cho Suma đi, Quẳng dao đèn vào hang. Nhưng khi quỷ chìm trong cơn sốt mê man, Suma đã biến mất. Đêm thứ nhất, quỷ bỏ xuống cửa hang ngồi chờ Suma. Chờ đến nhiều ngôi sao lặn xuống cuối cánh rừng đại ngàn, Suma mới lò do trở về. Quỷ hầm hầm, không nói không rằng, biết vậy. Zuma lặng lẽ xuống suối làm cá, ếch, nồi lửa nấu cháo. Quỷ dứt khoát không ăn. Zuma lại giận hờn, lại khóc. Nồi cháo nguội lạnh, Zuma lại hâm lên, ép Quỷ phải ăn. Thương bạn, Quỷ đành ngồi ăn. Nước đến đâu đắng rát đến đấy. Và Quỷ bắt Zuma phải cùng ngồi ăn. Zuma bảo đã no. Quỷ gắt. Đi từ chiều tới giờ, ăn gì mà no? Suma đành phải húp cháo nóng đến vã mồ hôi Đêm hôm đó Quỷ thức canh chừng mãi Suma không sao lén đi chém cá được Khoảng nửa đêm Bỗng có tiếng ỉ ầm như rông bão ập vào hang Đại hang rung rinh như động đất Đàn khỉ kêu ơi ới Chạy đến chung quanh quỷ và Suma Ngoài nhìn ra cửa hàng Hai con tràn bông cũng rời chỗ ngủ gần cửa hàng Bỏ nhanh vào Cổ cất cao Cái gì kỳ cục vậy Quỳ vùng dậy quát hỏi Bão hay voi Quỳ ở đấy Suma ra coi Suma chạy bay ra cửa hàng Đàn khi chạy theo Quỳ sách ná súng chạy ra Suma khoát tay ra hiệu Quỳ lui vào trong Đất dưới chân rung rinh dữ dội Gió quạt thốc vào hàng cùng âm thanh ồm ồm Phì phì Phía bên kia bờ suối Trong ánh trăng khuyết Lù lù lần lượt trục thớt voi cao hơn đống rơm to hơn bồ lúa ục ịch lướt qua cửa hàng. Cây cổ thụ cỡ hai người ôm không xuể, bị bụng và lưng voi lấn giạt, bật dễ kêu răng rắc, tàn lá bẩn vũ, tơi tả. Nhiều cành to bị gãy bay tới cửa hàng. Vầng trăng khuyết bị lưng voi che khuất, lấp loáng. Quỷ bám vai su ma, run bẩn bật. Đàn khỉ ý chừng đã nhiều lần chạm trán với voi đàn, voi độc chiếc. Nhiều lần chứng kiến những cuộc hành quân thế này, láo cổ ra ngắm nhìn, kêu lý nhí. Hai con tràn bông thập thò phía sau Suma. Khi con vòi cuối cùng đi qua cửa hàng, cái vòi rất to, rất dài của nó, vung vẩy trên ngọn cây cao, cua túm từng đám đọt gai mây, đập bành bạch vào thân cây chắc cổ thụ mới cuộn tròn, cho vào miệng. Bỗng dưng nó hướng chiếc vòi dài ngoẵng, to dù như nòng đại bác một năm năm ly về hướng cửa hàng. Lập tức một luồng nước tanh lợm giọng từ đầu chiếc vòi phun ảo ảo đúng ngay chỗ quỳ và Suma đứng Vòi nước phun rất mạnh Của Suma và Quỳ ngã rúi rụi vào nhau Đầu cổ ướt đẫm Hai tiếng gọi đàn ồm ồm từ phía trước vọng lại Gát gòng Còn vòi sau cùng đành bỏ giờ trò chơi quái ác Thu vòi lại Thốn thện Uỳnh uịch Uỳnh uịch Kiều hãnh bước qua suối Như chiếc tàu chiến Nước suối rảnh cao xong đánh tận cửa hang chỗ quỷ và Suma đang nấp Quỷ buông Suma ra Lao mặt mũi cho mình và cho Suma Suma cười khanh khách, thích thú. Sợ chưa quỳ? Rừng của Suma là thế đấy. Đừng có lơ mơ. Quỳ đã hoàn hồn, búng nhẹ vào má Suma. Lơ mơ là thế nào? Lúc nãy Suma cũng xanh mặt như quỳ thôi. Suma lo là lo cho quỳ. Suma đã quen rồi. Mấy năm qua Suma đã nhiều lần bị voi đàn, voi độc chiếc rượt bắt, chạy muốn chết. Chỉ chạy vòng tròn mới thoát đấy chạy thẳng chết như chơi Vòi xoay trở chậm chạp lắm Nhớ chưa Nhớ Nhưng lo gì Mình có đi một mình bao giờ đâu mà lo Đi đâu cũng có su ma Su nguyết dài Biết đâu đây Còn nhiều chuyện lạ lắm Đáng sợ lắm Nhưng vui lắm Đêm hôm sau Lúc quỳ ngủ quên Su đã tay dao tay đèn lại đi chém cá Ngoài cái ăn cho người bệnh đó là niềm vui của Suma Có đánh bẫy các loại thú Có đi chèm cá đêm giữa rừng đại ngàn Mới hiểu rừng Mới hưởng hết niềm vui ở rừng Giật mình thức giấc Của tay qua chỗ Suma Thầy chồng không Quỷ vùng dậy Xách súng ra cửa hang ngồi chờ Dòng suối im phẳng phắc Chốc chốc một vài chú cá trồi lên đớp móng Sóng lượn lan tan Một con rắn bơi qua suối Vài con cá đuổi theo quẫy cửa gà gáy canh hai rồi canh ba trên bầu trời vài vì sao rơi rụng xuống cuối rừng in một nét phấn hình vòng cầu xa lắm trên rừng cao vẳng đến tiếng mang tác gió xào xạc Suma vẫn chưa về quỳ đã cáo gắt mình với mình nhiều lần toan đi tìm Tìm nơi đâu, rủi Suma đi lối khác thì sao? Một đêm nào, quỷ cũng ngồi đứng không yên Chờ mẹ như thế này đây trước hiên nhà ở ấp 10 Im ắng đến khủng khiếp Quỷ bật khóc khi từ hướng chi khu tiếng súng rộ lên Ông già trèo đỏ lê cái chân thọt Mò đến trong bóng đêm Ôm chầm quỳ vào lòng Nước mắt đậm mắt ông Con ơi Má con Đàn mối cắn lá một quanh chỗ quỳ ngồi Rào rào như theo một hiệu lệnh của con đầu đàn Ánh lửa lần tình chớp chớp quanh chỗ quỳ ngồi Lát sau quỷ đưa tay sờ soạn quanh mình Đám lá mục đã bị đàn mối gầm sạch Chỉ chưa chỗ quỷ đang ngồi Gà gái canh nằm Dù mà vẫn không về Không cần đắn đo nữa Quỷ nhét khẩu rulo vào lưng quần Tay cầm con dao quắm Lùi rừng Mải miết, lầm lũi Chẳng biết bao lâu, chẳng biết bao xa Cứ men theo dòng suối quanh co Chốc chốc lại quỳ sát mặt nước Càng mắt xem xét dòng nước có bị khuấy đục không không thể nào dẹp được những hình ảnh khủng khiếp có thể xảy ra với Zuma. Cọp chụp, rắn cắn, voi dày, kẻ lạ bắt cóc. Tiếng kêu cứu xé lòng của Zuma cứ theo gió văng vẳng đầu đây. Không thể đi bình thường được, quỷ chạy. Chạy trong đêm giữa rừng già, vấp ngã, lan tròn xuống suối, va đầu vào cây rừng. Súng, dao văng đầu mất. Phải mò mẫm kiếm tìm tận giữa lòng suối sâu mồ hôi và nước suối ướt đẫm, ròng ròng. Trông thấp thoáng một ánh lửa lân tinh xa xa, tưởng đấy là ánh đèn của Suma Chống ngực đánh ầm ầm, hòa ra một chú ếch to, nuốt một túm rong đá có chất lân tinh vào bụng. Lửa lân tinh cứ lóe sáng theo hơi thở của chú ếch. Một con cú mèo to bằng gà mái đẻ, im lặng trên cành cây sát dòng suối. Hai con mắt rực xanh, chớp chớp, trông rõ cả cái mặt rằn di khủng khiếp. Chạy một đoạn suối nữa Bỗng có tiếng loạt soạt bám giết theo Quỷ rừng Cái tiếng loạt soạt biến mất Quỷ tiếp tục chạy Cái tiếng loạt soạt nhẹ nhàng ấy lại bám theo Cọp Nhưng không phải cọp giữ Quỷ suy nghĩ thế Tay thủ khẩu ru lô Tay nắm chặt con dao đi rừng Ngửa ngách phía trước đề phòng Không quen ăn thịt người Nhưng biết đâu đấy Gặp lúc bí Quỳ ngồi thụp xuống Thở hồn hền con dao đi rừng vẫn ngửi trách về phía có tiếng loạt soạt Vài phút trôi qua Chẳng có gì Hai người rừng Người rừng đã bắt các ma nhốt đâu đó Giờ đang theo dõi mình Nghĩ đó là người Quỷ đâm sợ hơn khi nghĩ đến cọp lúc nãy Cọp chỉ có ba thế võ quỷ đã quen thuộc Còn con người Như thằng di cả kê Quỷ không sao biết hết các thế võ suy nghĩ của nó Trời Sao ma không trở về lúc này có giận cũng giận đến thế thôi chứ ai lại giận dai thế? Hay Suma đã nhập cái thứ bùa ngải bí hiểm? Cái thứ ngải ó ma lai khiến mắt Suma như hai bóng đèn điện đến trói mắt khi nhìn vào. Nếu thế, biết bao giờ Suma mới tỉnh lại để trở về hang? Không sao còn sức để tiếp tục chạy tìm bạn nữa. Quỳ ngồi phịch xuống tảng đá, tựa lưng vào thân cây giáng hương già. Có mùi gì ngây ngất khi cơn gió đi qua? Mùi thơm ấy cả ngây ngất. Vài con đóm từ bóng tối bay ra Chấp chới Xa xa Tiếng con chim rù gì an đêm quạt cánh rào rào Cất tiếng ngẹn ngào Chị trôm Mở cửa chị trôm Giữa đêm khuya Cái tiếng ngẹn thắt của chim rù gì Gợi quỷ nhớ đến câu chuyện ngậm ngải nuôi chồng Mẹ thường kể từ ngày bé Thua ấy Có hai vợ chồng nghèo bị làng nước rua đuổi Phải lặn lội lên rừng xanh nước độc sinh sống Mùa trái cây đã qua Mùa phát rẫy chìa lúa cũng đã qua Gặp lúc trời làm hạn hán Rồi khô cạn Không sao kiếm được thứ gì cho vợ ăn lấy sữa nuôi con Người chồng đành ra rừng tìm cù ngải độc Ngải độc ấy Quảng con gà trắng vào Nghe rào rào một chốc Con gà chỉ còn vài cái lông đỏ máu Ngải độc đã ăn hết con gà Ngậm chất ngải độc ấy vào miệng Đêm vào rừng Các loại thú rừng buồn rùn cơn cốt Tê liệt toàn thân Để cho người muốn bắt muốn giết mặc lòng Thế là vì thương vợ, thương con Người chồng đành liều ngậm cái thứ ngải độc ấy vào miệng Ra đi Trước khi đi bảo vợ Em ở nhà dáng thức Đợi anh về Lấy chổi dơ đập lên đầu anh ba cái cho chất giải độc giả đi Anh mới trở lại bình thường được Nhớ nhé Hai đêm đầu Người vợ ngồi nhà Đốt trong đèn dầu chai Khâu áo du con Gà gáy sáng có tiếng bình bịch ngoài sân chị vợ vội vàng xách chổi rơi chạy ra trông thấy người chồng vác trên vai một con nai to lớn người vợ đập mạnh lên đầu chồng ba nhát trồi người chồng quẳng con nai to xuống đất tỉnh lại người vợ xẻ thịt nai xuống chợ bán mua áo cho con thức ăn cho chồng đêm thứ tư thứ năm thức mãi người vợ ngủ quên người chồng mang thú rừng trên lưng trở về người vợ vẫn ngủ không sách chổi đập lên đầu chồng. Quẩn quanh trước sân nhà một lúc, người chồng đặt nhẹ con thú bắt được xuống sân, lại trở vào rừng, vẫn mê man vì chất ngải độc. Người vợ giật mình thức dậy khi con khóc, chạy ra sân, trông thấy con mang nằm trèo queo và giấu chân của chồng. Chị cố sức không kêu khóc, chạy quẩn quanh tìm chồng khắp đầu suối ngọn rừng. Làm sao tìm được? Rừng đại ngàn, bí hiểm, khủng khiếp so với sức lực của chị. Chiều tối, mệt là Chị thất thều trở về Còn khóc đến ngất trên võng Chị ôm con Cho con bú bằng trình nước mắt của chị Đêm sau Chị cầm sẵn chiếc chổi dơ Thức dình, chờ chồng trở về Vẫn không thấy bóng dáng thân yêu ấy đâu Chỉ có rừng đại ngàn Tối đen tối đỏ khủng khiếp Đêm sau và đêm sau nữa Vẫn vắng bạt bóng chồng Đến đêm thứ 10 Lúc gà gáy canh năm Nghe tiếng chân người quanh nhà Chị lật đật sách trồi chạy ra Chị kịp thấy có bóng người lưng khòm như thú rừng lông tay lông chân đã mọc rậm gì rằng bắt đầu nhe ra ngoài Chị kêu gào Đuổi theo chồng Nhưng hỡi ơi Chồng chị đâu còn biết gì nữa Đâu còn nhớ chị Nhớ con thơ nữa Chồng chị lần trốn Chạy trốn bằng hai tay hai chân như muông thú Chị ngất đi Kêu gào thảm thiết người rừng, người già niêng xuất hiện trong rừng. Gặp ai nó xông vào nắm chặt hai cổ tay người ấy, nhằm tít mát cười cho đến lúc mặt trời lặn mới bắt đầu xé thịt người ấy. Chuyện ấy thật ra thế nào, người dân miền Đông, Đồng Nai không rõ. Nhưng thủa bé, quỷ biết người làng đi rừng, ai ai cũng thọc hai tay vào hai ống tre mang theo. Rồi gặp già niêng, đưa hai tay cho nó nắm. Nó cười chờ đợi lúc mặt trời lặn, và len lén rút nhẹ hai tay ra, chỉ để lại cho giả niêng hai ống tre. Đêm này, tại sao Quỳ lại nhớ đến chuyện ấy? Càng nghĩ càng lo sợ, nhưng không sao rút ra khỏi cái hình ảnh xô ma lưng cúi khòm đi bằng hai tay hai chân, lông lá mọc kín người, răng nhe ra ngoài, nắm chặt hai cổ tay Quỳ tít mắt cười. Quỳ lắc đầu dữ dội, vốc nước dưới rửa mặt, lại tiếp tục ra đi. Nếu quả thật thế, từ nay quỷ sẽ ra sức tìm cái chất ngài giết người ấy Khắp rừng đại ngàn Nhổ diệt tận gốc Gặp ó ma lai ở đâu Quỷ sẽ nổ súng giết nó Sẽ tìm tận nơi nó sinh đẻ Diệt tận ổ Gần sáng Đang đi thẫn thờ Quỷ bỗng nghe tiếng gì rầm trong bụi rậm Thoạt đầu quỷ tưởng tiếng con chim rù gì Nghe kỹ rõ ràng tiếng người Một giọng ồ ồ Một giọng trong trèo Chốc chốc như thét lời cầu cứu Quỳ bò nhẹ đến gần bụi rậm Quỳ càng nghe rõ một giọng đàn ông đe dọa Quát tháo Một giọng van xin Kêu cứu lẫn tiếng khóc Quỳ giật bắn người Sao giống tiếng su ma đến thế Nói mau Mày có phải là ó ma lai không Người đàn bà ấy có tội tình gì Tại sao mày dám cả gan Ăn ruột gan người ta Không biết Tôi không phải ó ma lai Tôi đi chém cá nuôi bạn Tôi không biết ai hết tôi làm sao ăn ruột gan người ấy được mày không nhận tao giết mày phải tha mạng sống bà ấy chỉ cách cứu bà ấy cho tao mau tôi không biết tôi không giết ai hết bà ấy và tao không phải người ác người xấu mày hãy thương người ta bà ấy đang quản quại năm ngày nay mê man bất tỉnh tay ôm bụng đi ngoài toàn máu là máu ruột gan đã bị mày ăn sạch hết rồi sống sao được hả trời Tôi đâu có biết bà ấy Đâu có biết ông Muốn giết tôi cứ giết Sao ghép tôi làm tội ác giết người được Còn bạn tôi ở nhà Quỳ lầy Quỳ lầy bầy giờ soạn khẩu súng Lần tay kiểm tra ổ đạn Nín thở Nếu Suma thét một tiếng Quỳ sẽ nhả đạn Phải cứu Suma bằng mọi giá Sao im lặng lâu thế này Hay Suma đã chết rồi Quỳ bào dần qua một tảng đá trườn nhẹ vòng sau gốc cây giáng hương già Bỗng nghe rõ tiếng khóc thút thít của Zuma Zuma ngồi tựa gốc cầm lai sần sùi Mái tóc vàng che kín mặt Vai vẫn để trần Zuma Quỷ kêu nhỏ Vụt chạy đến ôm chầm vai Zuma Trời Sao lạnh ngắt thế này Có sao không Cái người ấy Zuma nhòi người ôm ghì quỷ Khóc thành tiếng Nước mắt đẫm mặt Đậm vai quỷ Quỷ lau nước mắt cho Suma Dìu Suma đứng dậy Nhưng Suma như người không xương, Lại sụn xuống Mềm oạt trong lòng quỷ Quỷ ôm chầm Suma vào lòng Chuyển hơi ấm cho bạn Vuốt về khắp mặt mũi bạn Chỗ nào cũng lạnh ngắt Nhưng không bị xây sát, Không thấy máu Có sao không Suma Nói đi Tại sao lại thế Ông ấy bắt Suma để làm gì Bắt tại đâu Khổ quá Đã bao nhiêu lần Suma có chịu nghe đâu Suma đã tỉnh trở lại lau nước mắt bằng vạt áo rách của quỳ Của tay tìm cái giỏ cá Con dao rừng nghẹn ngào Không còn con cá nào cho quỳ đâu Đêm nay Suma đi theo con suối mới Lạ lắm Nhiều cá lắm Nhưng hết sạch rồi Ông ta lấy hết à Không phải đâu Ông ta không lấy con nào đâu đến gà gáy canh ba sao lặn nhiều trên đầu dù định quay về sợ quỳ nóng ruột bỗng trông thấy ánh lửa mèn theo ánh lửa trông thấy mái nhà dãy kho lúa nhiều lắm bên trong nhà giữa có tiếng rên tiếng dãy ruột như sắp chết như bị bóp cổ Suma ma bỏ vào trông thấy một bà như mẹ Suma đang quằn quại trên sạp tre chốc chốc lại kêu thét một tiếng như có ai túm ruột gan bà ấy quăng ra rừng Suma vào tận giường, chút hết cá dưới chân giường cho bà. Bà bỗng mở mắt ra nhìn Suma chừng chừng, bật khóc. Một tay níu Suma kêu nghẹn. Con, con, bà ấy khóc. Suma chảy nước mắt, nhìn cái bụng lép kẹp của bà. Suma biết bà bị đói lâu lắm, như mẹ Suma ngày xưa ấy. Thường qua, Suma đi làm cá, nhóm lửa nấu cháo cho bà. Bà húp cháo nóng mồ hôi chảy đầy mặt, mếu máu. Tao biết con với thằng nhỏ sống trong cái hang ấy lâu lắm rồi. Tao muốn đến làm quen, nhưng chưa kịp thì bệnh. Bệnh lạ lắm, như bị ai bứt ruột khan. Năm ngày nay tao không dậy nổi, không có gì bỏ bụng. Còn một người nữa, nhưng nó có việc đi xa, chưa về. Bà ấy biết chỗ ở của tụi mình lâu lắm rồi à? Kỳ thật, hay tiếng lọt xoạt quỷ nghe nhiều lần khi đi chém cá là của bà ấy theo dõi tụi mình. Còn cái ông ban nãy. Dù mà bàng hoàng, tựa vào vai quỷ lúc lâu, mới tiếp, giọng vẫn còn run. Sợ trời sáng, nhớ hang, nhớ quỷ ở nhà. Dù mà đành phải ra về, hứa cùng bà ấy tụi mình sẽ đến thăm. Đâu ngờ về tới đây, bỗng rầm rầm như cọp chụp. Mà cọp thật, một cái đầu cọp hẳn hoi, một bộ da cọp giơ móng vuốt nhảy vào Zuma. Tiếng gầm còn lớn hơn cọp thật. Tỉnh lại ông ta đang tra hỏi Zuma. Có phải Ma Lai không? Có phải mẹ ăn hết ruột gan bà ấy không? Nói đến đây Zuma bật khóc. Rụi mặt vào ngực quỷ. Nhưng ông ấy là ai? Không biết. Lúc còn ở lều của bà ấy. Bà ấy có nói xứ này còn có một tướng cướp khét tiếng. Tự xưng là đảng cướp rừng xanh. Nhưng không làm điều ác không giết người bao giờ Cướp mà không giết người Quỷ lắc đầu Bà ấy nói vậy, hay vậy Thì lúc nãy ông ấy không hề đánh đập không động đến cái lông chân của Zuma Ma Tóc bồm xồm, dầu ria tua tủa, chân trùng trục Da đỏ như máu, răng rất chắc, mắt sáng quắc vì nè Zuma Ma trợn tròn đôi mắt sói rừng, bắt quỷ về nhìn vào Quỷ dùng mình nhắm mắt lại Thôi thôi, có thể lắm có thể ông ấy là tướng cướp rừng xanh lúc còn ở ấp 10, quỳ thường nghe nhắc đến ông tướng cướp rừng xanh chiếm cứ vùng này tụi si cả kê tụi lính làng cũng thường đem tên ông ta ra thề độc với nhau tao có ở ác cho ông đảng trưởng rừng xanh về đây móc họng moi gan tao đi vậy đó nhưng đã là tướng cướp khét tiếng thế tại sao lại còn tin cái chuyện đó ma lai suy nghĩ lát lâu quỳ hỏi dù mà Giờ tính sao du Tính gì? Có trở lại thăm cái bà bị bệnh ấy không? Dù dùng mình, thất thần. Quỷ rất muốn gặp bà ấy, biết cái dãy và lán trại ấy. Nhưng lúc này quả là không thể được. Còn cái ông tướng cướp rừng xanh đội lốt cọp vằn ấy, có thể chính là người rừng nội trèo đò, nội thợ rèn hàng chờ đợi, tìm kiếm. Tự thằng chi cả kê vào bọn lính đồn nơm nớp lo sợ. Về đến hang, dù ma nằm vùi từ đấy đến chiều tối Thường kêu trong giấc ngủ Tôi không phải ó ma lai Tôi không biết gì hết Thả tôi ra Trường nằm Mưa rừng thật khủng khiếp Giàn giạt, ào ào Hạt mưa quất rát ra thịt Mặt mũi như có kim châm Gió ẩm ẩm, quản cuột cây rừng Nước suối dâng cao bất ngờ Đang giữa lòng suối cạn thế đã mênh mông tràn bờ. Quỷ phải giữ dù bám gờ đá, tránh từng khúc củi to từ thượng nguồn lao vụt xuống. Phóng vào người, lao vào đá tàng, chìm ngìm lúc lâu. Bất thần từ đáy suối vọt lên cao. Dù đã nhiều lần bị lũ cuốn, nhưng lần này khủng khiếp quá. Nếu không có quỷ chưa chắc Zuma đã thoát. Lần mò đến lán trại của người đàn bà kỳ lạ. Zuma và quỷ bị xây sát, bầm dập khắp người. Dù mà lại bị chạo chân trái Đi cả nhắc, thở hồn hền Bỗng phỉ cười hỏi quỳ Dù đi thế này Có giống si cà kê không quỳ Đẹp lắm hả Quỳ nhăn mặt Vuốt tóc chán ướt đẫm Đẹp, đẹp hết biết Gần chục trại chưa lúa gạo bị gió mưa cuốn tốc mái. Người đàn bà vẫn còn bệnh, vẫn còn yếu lắm. Vẫn một mình leo trèo lợp mái mới kho gạo, Trông thấy hai người bạn nhỏ đến Bà xuống giường reo to Tay ngoát ngoát Phụ một tay, tụi bơi Ướt hết trơn rồi Bà bò truyền từ mái lán này sang mái lán khác Tay chân bị chảy nhiều chỗ Bà mặc chỉ chiếc quần xà lòn Bằng vải bao bố màu cháo lòng Bắp tay cuồn cuộn Ngực tầng tầng Vai gấu, lưng trần cháy nắng Tóc vàng cạch, cứng còng Thấy hai đứa trẻ đứng nhìn lên Bà hơi ngược Là thét, quát bảo đủ thứ, cốt để chúng đi chỗ khác. Biết ý, Zuma kéo quỷ chui vào lán giữa. Nhóm lửa nấu cháo với kỳ nhung mang đến. Ăn cháo xong sẽ làm, trời này còn mưa nữa. Bà ấy chứa gạo nhiều thế làm gì Zuma? Ai ăn? Không biết, không dám hỏi. Gạo này có thể nuôi hàng trăm hàng nghìn người cả năm. Hay là... Gì hả Quy? Chờ đón ai đó à? Không biết được, sau này sẽ hay. Chào chín chưa? Đang rồi. Đói lắm hả? Đói vàng mát đây. Dù không đói à? Không, con trai gì mà giờ chịu đói thế? Làm sao bằng Suma được? Cái gì mình cũng thua Suma hết. Đi rừng, làm rẫy, săn bắt, nhịn đói. Đánh lộn nữa chứ? Ừ, đánh lộn nữa, thua luôn, Quỳ vừa nói vừa tìm chén của người đàn bà Lao qua bằng vạt áo Lâu lắm quỷ mới được ăn cháo bằng chén nghe lạ miệng thế nào ấy Suma ma ngồi nhìn quỷ ăn Cười ngất Tay vẫn vuốt lạt che thoàn thoát Suma ma đã chịu mặc chiếc áo cũ Vá nhiều chỗ của bà người rừng cho Trình Suma ma đã kiếm lá ngải rừng trị bệnh cho bà Thần thiết với quỷ là thế Còn hơn tình anh em ruột thịt Thế mà Suma vẫn không cho quỷ cùng đi kiếm loại lá ngải rừng ấy Đó là lời thề độc của cha mẹ ngày xưa Của cả dòng họ ngày xưa Suma bảo thế Chỉ vài cái lá ngải dài dài Vàng cạch Thế là khỏi bệnh May sao trước khi bị giết Cha Suma làm trái lời thề của bộ tộc Đã ra Suma ra rừng Bảo Suma thê cùng trời đất Mới chỉ cho loại lá ngải thuốc ấy Sau này nếu Suma chỉ cho ai biết Loại ngải độc ấy mọc ở đâu Suma sẽ bị ngài giết chết Như bị ở ma lai ăn ruột gan Cha Suma bảo thế Năm ngày sau Bọn linh áo giản di xông vào sóc Người đàn bà tha thiết bảo Suma và quỳ gọi bà là mẹ Bà coi hai đứa con như con đẻ của bà Nhưng tuyệt nhiên bà không ngỏ lời bảo hai đứa đến ở chung với bà Thiếu gì bà sẵn sàng giúp Nhưng đến ở thì không Hình như bà cũng có lời thề độc cùng ai đó Suma và Quỳ gọi bà là má Là ngoại Theo thói quen của Quỳ từ lúc bé Bà đã mất mẹ 60 Không tên, không tuổi Không quê quán như bà nói Nhiều đêm mưa Hai đứa nần ná ở lại Bà ôm um ghi Suma vào lòng Hôn hít Suma Chăm sóc Suma từng chén cơm manh áo Sửa sang lại mái tóc Lời ăn tiếng nói cho Suma Với Quỳ Bà chiều mến thầm kín qua ánh mắt cử chỉ Hình như bà sợ quỷ phát hiện ra tông tích Gốc gác của bà Nhiều lần quỷ lân la dò hỏi quê quán Anh em Làng xóm xưa kia của bà Tông tích của người rừng tường cướp rừng xanh Bà vội bịt miệng quỷ Đôi má bầu bĩnh đanh lại Đừng hỏi chuyện đó con trai Bà nghiêm khắc bảo thế Một đêm mưa dài quá Hai đứa nhỏ chưa về được Dù mà ngủ mòn trong lòng bà Quỷ vẫn ngồi tựa gốc cầm lai cổ thụ lim dìm, bỗng nghe tiếng khóc thút thít của bà. Tiếng khóc nấc ngạn như dòng suối bị ứ lại. Mở choảng mắt, quỷ trông thấy bà lau nước mắt. Cúi hôn vào đôi má bầu bầu đen cháy của Suma, gọi khẽ. Con, con. Suma đưa hai tay ôm vòng lấy vai bà, hôn lại rất nhanh, má đỏ như gốc. Hình như từ khi cha mẹ bị giết, đây là lần đầu tiên Suma hôn một con người hai năm trời sống với quỷ cùng hang động, không một lần Suma thổ lộ tình cảm thiêng liêng ấy. Rất nhiều đêm giật mình mở mắt trong giấc ngủ, quỷ có cảm giác nóng cháy ở má, ở chán, như có ai vừa hôn vào đấy. Nhưng Suma vẫn thản nhiên nằm quay vào vách hang, chẳng có gì chứng tỏ Suma vừa làm chuyện ấy. Quỷ ngơ ngác kiếm tìm, đưa tay lên nhận tìm nơi má, nơi chán. Bà mẹ đã vào lán, ướt như chuột lột, Bước đến vỗ nhẹ lên đầu Quỳ Cười rất lành Con trai gì mà xấu tánh đói về trời Ăn à nữa đi con Sao không bảo Suma ăn luôn đi Quỳ Trời đất Con trai gì mà tham ăn hốc uống vậy Ế vợ chết Quỳ đỏ mặt Tìm chén múc cho Suma và bà mẹ Suma bảo chờ má cùng ăn cho vui Xong chưa má Lát nữa hai đứa tụi con trèo lên Làm trong nháy mắt là kín cả bầu trời Ngày xưa lúc còn ở ấp 10 Cái thằng di cả kê bắt con trèo lên lợp nhà trại giam Mặt bà mẹ tái lại dễ sợ Thôi ăn đi con Đừng có nhắc chuyện xưa xa nữa Giàu lắm Đôi mắt đang vui của mẹ như có bóng mây bay qua Dù mà đưa mắt ra hiệu cho quỷ Thôi mà không thích nhắc lại chuyện ấy đâu Chắc là ngày xưa Lúc còn ở làng Mà đã khổ nhiều vì mấy cái thằng si cà kê ấy hiểu ý và giật mình quỳ nín lặng bưng hai chén cháo đến trao tay bà mẹ và du hơi cháo bốc nghi ngút ngào ngạt vài trái ớt hiểm đỏ chót nổi trên hai chén cháo du Ma suýt xoa ăn hết chén cháo lại ngồi đấy nhìn bà mẹ bà mẹ cũng ăn ngon lành mắt nhìn mơ màng ra rừng chiều đẫm nước mưa mưa lề thề rầm rề là cây bóng làng nước mưa rung rinh theo từng cơn mưa đàn gà nuôi xuôi cánh kéo nhau chạy về chuồng con gà mái tục tục đàn gà con màu vàng tranh nhau trèo cả lên lưng mẹ chí chóe lai gà rừng quỷ nghĩ thế có nhiều con màu đen màu xám nhỏ xíu mà đã mọc lông cánh lông đuôi một dãy chuồng gà có đến trăm con tranh giành cắn mổ nhau ỏm tỏi con gấu chó gần chục kilo lông đen mượt ức trắng mõm dài vêu ra như mõm chó bước nhẹ như đi giày nhung Thổn thẹn tới gần bà mẹ hít hít đòi ăn Bà mẹ bảo nhỏ vào tay nó cái gì đó Nó ngửa cổ Đưa đôi mắt tí hí Lung linh nhìn dù mà Bước lại chắp hai tay chào cô gái Dù mà cười ngất Vào bếp Trở ra quẳng cho nó hai trái bắp khô Nó đưa tay chụp rất gọn Cho vào miệng nhai rau ráu Sao mà không nuôi đủ cặp cho nó vui mà Quỷ hỏi Nuôi một cặp đó chứ Năm ngoái lũ cuốn mất con đực Con cái này ngẩn ngơ mấy tháng trời Không ăn không uống Không ngủ Cứ duyên gì trong họng Tưởng chết rồi Bảo vuốt về mọng con gấu chó ục ịch Nó ngước lên là lưỡi giam giáp Liềm láp khắp mặt cổ vai bà chủ Gù cái lưng xuống Lông sủ lên Kêu gừ gừ trong cổ Bản chân trước rất to Nhưng lại rất dịu dàng Xòa xòa khắp lưng vai bà chủ Dù mà vốn quen sống với muông thú nhưng lại rất sợ gấu, nhất là gấu ngựa, dữ tợn, ngổ ngáo, hỗn láo. Nhiều lần đi rừng một mình, Suma gặp gấu ngựa trèo cây ăn mật ong đến say ngất, buông tay buông chân lăn từ trên cao xuống đất, chết giấc. Suma không dám mổ bụng lấy mật gấu như thiên hạ vẫn làm. Gặp người khác, trong trường hợp ấy, họ xông vào mổ bụng lấy mật nguyên vẹn. Nếu để gấu tỉnh lại hoặc chết đi, mật sẽ tan hết. Chiều hôm ấy, sau khi lập lại các mái trời, kho gạo, kho lúa cho bà mẹ, Suma và quỳ định ra về, trời lại mưa xối xả. Nước lũ từ trên đỉnh cao tuôn ảo ảo, luồn qua các hiên trời, xoay dại qua sân. Bà mẹ và Zuma leo lên gác trời, ngồi bó gối. Một mình quỳ ngồi dưới sàn nhà nhìn trời mưa, nghe gió rừng hú trên vòm cây, trên mái trời. Vài con chim ướt cánh bay xả xuống kèo nhà, im lặng nhìn quỳ run bắn, chốc chốc lại đập đập hai cánh. Quỳ nhìn chúng, chẳng nói chẳng rằng. Trước sân nhà, bỏ nước rồi khắp nơi, cảnh cây lá mục bị gió quật trôi băng qua. Quỳ nhớ câu hát ngày nhỏ của ông nội trèo đò. Trời mưa nước chảy qua sân, lấy ông lão móm một lần thì thôi, bao giờ ông lão về trời. Quỷ bó gối nghiêu ngào câu hát nao lòng ấy Bà mẹ ngồi trên gác nghe thấy ưa nước mắt ngày xưa Trời mưa má con cũng hay hát vào von bên cối gạo Dù nói Ngày xưa má cũng hay hát hò bên dòng sông Đồng Nai mùa nước lụt Dòng sông đỏ ngầu, tràn trề Má theo cha trèo ghe vượt sông vớt củi từ hướng chị An trôi về Nhiều lần ghe đụng phải xác voi bị nước cuốn Vậy nhà má cũng ở gần ấp 10 của quỳ à? Ấp 10 của quỳ cũng gần sông Đồng Nai Bà mẹ nhìn Dù Ma chân, chân. Im lặng Ngồi ngay dưới sàn nhà Quỷ vô tình nghe hết câu chuyện giữa Zuma và bà mẹ Có thể bà là người của ông già trèo đỏ Và ông thợ rèn bảo quỷ tìm kiếm Nhưng biết đâu đấy Lúc này rất nhiều người phải bỏ làng vượt sông vô rừng chiến khu trốn tránh bọn ấp trường Bọn lính dần gì Quỷ tụt xuống sàn Dạo một vòng khắp các nhà kho lán trại Có đến 10 nhà kho chắc chắn chứa đầy gạo lúa Nhiều nhà chứa lúa đã lên mọng Nấm mộc nhĩ nấm rừng mọc đầy cột vách gỗ kho chứa nào cũng chắc chắn kiên cố nhiều nhà kho đã thấm nước mặn ra bên ngoài quỳ nếm thử thứ nước ấy rõ ràng bên trong chứa toàn muối Thế nghĩa là có một số người rất đông đông hơn cái ấp mười của quỳ ẩn nấp trong khu rừng đại ngàn này chờ ngày cái ngày ấy đúng là cái ngày nội thợ rèn nội treo đò chờ đợi vậy bà má đây là quỳ dùng mình không dám nghĩ tới ngực đánh vô hồi kỳ trận, mà nóng bừng. Luồn sâu vào dãy nhà kho quanh co, lần khuất giữa cây cổ thụ, đồi nồng mấp mô, hiểm trở. Quỷ xem xét cẩn thận, dọi lại những chỗ nước mưa soi xuống, bịt lại những chỗ thú rừng cạp khoét, làm đổ lúa gạo ra ngoài. Đến cuối dãy nhà kho kiên cố, quỷ phát hiện một ngách hang nhỏ tối đen, mùi ẩm mốc từ trong sông ra đến hát hơi liên tục, nước mắt ròng ròng. Đắn đo một lúc, quỳ lách người qua cửa hàng hai tay cua cua phía trước tiến sâu vào trong vách đá lạnh ngắt tanh ôi chốc chốc quỳ đụng phải vật gì cương cứng xếp cạnh lối đi đẩy các hốc hang kiểu hầm ếch quỳ từng biết ở ấp trên vòm hang nhiều nhũ đá thòng xuống tận đỉnh đầu ướt át lạnh tái tanh tanh suy nghĩ mãi quỳ liều mạng cho tay vào một hầm ếch cạnh lối đi giật bắn thụt lùi rất nhanh năm đầu ngón tay nhớp nháp dầu mỡ bò Nhiều bao ni lông mốc mèo Sờ nắn một lúc Quỳ hoàng sợ nhảy lùi ra Súng Toàn súng trường, súng máy, súng lục Quỳ vội vàng lùi trở ra Không còn bình tĩnh nữa Quỳ không sợ có người biết Không sợ ma quỷ Quỳ chỉ sợ người thứ ba ngoài bà mẹ và quỷ biết Cái hang chiếu toàn của quý này Quỳ hiểu thế nào là giá trị của cái hang này Lúc ở ấp 10 Quỷ biết có nhiều em trang lứa quỷ Nhiều người lớn bị chúng mang ra xử bắn Tại cây dầu độc chiếc ở ngã ba Với một lý do duy nhất Cướp súng quốc gia tiếp tay Việt Cộng Ngồi thụp xuống đáy hang cho qua cơn hồi hộp Quỷ lần mò trở ra cửa hang Bây giờ chính quỷ lại lo sợ hành động của mình Có thể làm lộ kho vũ khí bí mật này Quỷ ân hận Bước nhẹ nhàng sợ cả hơi thở của mình làm kinh động sự bí mật của hang động quý hơn vàng này. Nếu nội thợ rèn, nội trèo đã biết được cái hang quý hơn vàng này và chính do quỷ phát hiện ra, sung sướng xiết bao. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ ôm quỷ vào lòng, hôn đánh chụt hàng chục lần, khen quỷ hết lời. Bọn thằng sáu, thằng chó con, chó lớn mà biết được chuyện này, chúng sẽ lập tức vượt sông qua đây, cùng quỷ nhịn đói thức đêm canh gác kho vũ khí quỷ báo hơn vàng này cho đến hàng trăm mùa dậy cũng được. Trở về chỗ cũ, quỷ tựa lưng vào cột nhà kho. Thấy khu rừng đại ngàn này, cái thung lũng âm u này cũng đỡ hoang vắng, tối tăm hơn. Bỗng dưng quỷ nhòm dậy, mắt long lanh. Ngày xưa, ngày xưa, lúc ba mình kháng chiến chống Pháp như nội thợ rèn, nội trèo đò nói. Cũng ở khu rừng già này, cũng đóng quân bên bờ những dòng suối thế này. Cũng phát rừng chìa lúa, trồng khoai sắn, ăn rau tàu bay, đánh bẫy kỳ nhông, gà rừng, đêm đêm đi chém cá thế này thôi. Hay chính ba mình đã dây cất các nhà kho chứa gạo, chứa muối, vũ khí này rồi giao cho bà mẹ này coi giữ sau khi ba mình bị Pháp giết chết. Quỷ ôm trầm lấy cây cột nhà bóng láng có nhiều vết đạn, vết bom đâm chém. Hít hít tìm mùi hôi quen thuộc của ba. Hỡi ôi, quỷ nào biết mặt ba? Quỷ nào được nằm ngủ trong lòng ba ngày nào đâu? Quỳ làm sao biết được Quen được mùi mồ hôi của ba Quỳ chỉ quen mùi hôi mặn mặn của mẹ Sau đó là mùi mồ hôi khét lẹt Của nội trèo đò và nội thợ rèn Khỏe mắt quỳ bỗng cay cay Rồi miệng mặn đắng Khi hai dòng nước mắt chảy vòng vèo xuống đấy Quỳ rất muốn chui vào ngách hang chứa vũ khí kia Tìm hít xem trong số vũ khí kia Trên những vách hang tối tam kia Có mùi mồ hôi giống mùi mồ hôi mẹ không Thế nào mùi mồ hôi của mẹ cũng có hơi hướng vị mồ hôi của cha Nội thợ rèn có lần bảo thế Đúng lúc ấy Trong tiếng mưa gió ầm ào khắp chung quanh Quỷ bỗng nghe tiếng động lạ tai Tiếng động rất khẽ từ ngách hang chứa vũ khí vọng đến Ngước mắt nhìn lên sàn nhà xem xem bà mẹ và Zuma có còn trên đấy không Bà mẹ đang vuốt vai tóc Zuma Kể chuyện gì đấy Mắt lơ đáng nhìn ra rừng chiều ngập nước mưa Vậy là có người lạ lén chui vào ngách hang chứa vũ khí Nếu không phải người Cũng có loại thú gì đó to lớn lắm Lén chui vào đấy tìm chỗ ngủ Tụt nhẹ xuống đất Ngó trước ngó sau Quỷ giòn rén chui qua ngách tối giữa các kho chứa gạo lúa Muối Lúc gần đến ngách hang chứa vũ khí Quỷ thoáng thấy một bóng đen từ ngách hang vọt xa Biến mất sau một gò mùi rất cao um tùm cây cỏ ke Lành ngạnh Lập tức quỷ băng ra dẫy Chạy đón đầu bóng đen Mưa bất ngờ chút xuống dày đặc hơn Gió cũng nổi to hơn Sấm chớp nhoáng nhoàng Lửa xẹt khắp nơi Nhiều tiếng sấm nổ điếc tai Khét lẹt Quỳ! Quỳ đâu rồi? Tiếng bà mẹ réo gọi vang vàng Suma, bà mẹ Đội mưa chạy đến Kéo quỳ trở lại nhà sàn Quỳ ngẩn ngơ Ướt đầm, run bần bật Suma lau nước mắt Lầm lét nhìn quỳ Bà mẹ mặt tái mét, hầm hầm, mất hẳn vẻ dịu dàng thường lệ. Tuyệt nhiên bà không hé miệng hay hỏi lý do quỷ dám một mình chạy lùi trong mưa vừa rồi. Từ đấy cho đến lúc quỷ và su từ dạ ra về hang động, bà mẹ thường trầm ngâm suy nghĩ, thường đưa mắt nhìn quỷ rất nhanh, soi mói. Bà vẫn âu yếm su như từng làm, nhưng ánh mắt có vẻ khang khác thế nào ấy, khiến quỷ ấy này ân hận, cảm thấy thương su có thể vì mình mà từ nay Suma sẽ mất dần sự âu yếm của bà mẹ Vừa về đến hang động Suma đã quắc mắt hỏi quỳ giọng đanh lại khác thường Lúc chiều quỳ đi tìm cái gì thế? Quỳ không sợ má giận Không sợ ngài ó ma lai à? Quỳ bối rối Quẩn quanh lúc lâu không sao trả lời được Không nên dối su Cũng không nên nói thật Nếu ó ma lai, ngài bùa Mà toàn những thứ chưa trong ngách hang ấy Quỳ đâu có ngán rồi đây, quỷ sẽ còn tìm hiểu thêm cái bóng người lúc chiều, có phải là ông tướng cướp rừng xanh, mà nội trèo đỏ, nội thợ rèn chờ đợi không. Nếu đúng vậy, quỷ như được vàng, cả rừng vàng. Bây giờ Zuma cứ cáu gắt, cứ chỉ chiết quỷ đi, cứ bỏ đói quỷ đi, hành hạ quỷ đi. Quỷ chịu đựng được hết để chờ cái ngày ấy. Thấy quỷ lì lợm im lặng chịu đựng, Zuma đã dịu bớt cơn giận, dọn hai nắm cơm độn khoai ra nền đá, nói trống không. Má cho đó, má bảo gạo này là do tay má phát giấy chìa lúa như tụi mình, không phải lúa gạo trong kho đâu mà lo. Dù mà bẻ nửa vắt cơm trao tay quỷ, giọng ngạc nhiên. Nhưng tại sao? Tại sao má không hề đụng đến số lúa gạo muối ấy hả quỳ? Để dành cho ai? Cả kho lúa gạo muối bạt ngàn ấy của ai hả? Quỳ nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt Dù bỗng nổi cao bất ngờ. Của ai? Quỳ làm sao biết được? Mà mắc mớ gì Suma hay hỏi quỷ dữ vậy? Của rừng, của trời, của đất Được không? Nếu Suma còn biết Không phải các thứ Suma thấy Suma nhìn xoáy vào đáy mắt quỷ Bắt cơm rớt xuống đất Ô, oh, còn gì nữa? Tiếp sau là nhiều tiếng dân tộc quỷ không sao hiểu được Suma còn biết nhiều điều bí mật hơn mình Quỷ nghĩ Lại nhìn xoáy vào đáy mắt Suma không, không thể thấy được bí mật ấy trong mắt Zuma, Nó biến màu rồi. Quỳ bỏ nửa bát cơm xuống đám lá cây ra cửa hàng. Zuma cũng bực mình, bỏ nửa bát cơm xuống, đi tìm hai con chăn bông, khỉ út và đàn khỉ vệ sĩ. Những lần cãi nhau, giận nhau, Zuma thường tìm đến hai con chăn bông, khỉ út. Quỳ biết thế nên mỗi lần cãi nhau, Quỳ cố tình lần xa khỉ út, hai con chăn bông, nhường chúng cho cơn giận khủng khiếp của Zuma. Ngoài cửa hàng Quỷ nguôi giận Bật cười một mình như người điên Nhưng tại sao lại giận nhau hả Từ trong hàng Tiếng gọi của Zuma vọng ra Quỷ ơi vô đây Có cái này hay lắm Không vô Quỷ đáp và cười thầm Mà tại sao ta lại giận nhau nhỉ Toàn chuyện đâu đâu Quỷ tự hỏi mình Không vô hả Không vô thì từ nay không vô luôn Bỗng dưng Quỳ muốn trở vào làm lành ngay với Zuma Không hiểu tại sao Đúng lúc ấy Zuma từ bên trong cũng bước ra Zuma cũng không cắt nghĩa được tại sao Mình bỗng muốn sớm làm lành với quỷ Cả hai đều không dám tự thú nhận Một điều rất mới trong quan hệ giữa hai đứa Chính vì kho gạo lúa đồ sộ ấy Chính vì kho vũ khí bí mật Và bóng đen người rừng đang cướp rừng xanh ấy Mà hai đứa nghi ngờ nhau Càng nghi ngờ nhau Càng cố tình làm lành nhau để xem sự gì sẽ xảy ra Điều bí mật kia là cái gì Đúng lúc ấy Khi đầu đàn từ ngoài cửa hang chạy nhào vào Kêu trì tròe báo động Hai con chăn bông lập tức cất cao đầu Phóng vào ra cửa hang như hai luồng ánh sáng xanh lè Quỷ sách súng Cầm dao chạy ra trước Dù mà sách dao chạy theo sau Cái bóng đen ghê gớm quen thuộc từ ngọn cây cao Đánh đu quảng người qua bên kia bờ suối Hù to một tiếng như vượn người và biến mất. Khi đầu đàn và khi cộc đuôi đánh đua cảnh cây, chỗ cái bóng đen ấy biến đi, kêu khọt khẹt, nhè răng dữ tợn. Hai con chăn bông nhảy xuống dòng suối, phóng qua bờ bên kia, leo nhanh lên ngọn cây giáng hương già, luồn qua cây khác rất nhanh. Từ xa có tiếng cọp hầu ghê giận, mùi thổi hoang theo gió đưa lại. Dù mà bám tay quỷ hỏi, Cái gì thế? Cọp à? Không biết, nhưng không phải cọp Người đội lốt cọp đúng hơn Cọp giả Tại sao có mùi hôi thối Làm ra cái mùi thối ấy Dễ thôi Giống hệt cái người tra hỏi du ma đêm ấy Cũng giống cái người Quỳ kịp ngừng lời Đưa tay bịt miệng Đêm hôm đó Lúc đợi du ma ngáy đều đều Quỳ giòn rén ra cửa hang ngồi rình Tay làm lòng khẩu súng ngắn Con dao rừng sáng quắc Đến gà gáy sáng Chẳng thấy gì. Quỷ nóng lòng muốn tìm đến dãy của bà mẹ. Nhưng lại sợ Ma nghi ngờ, tìm kiếm, làm toán lên, đổ bể hết. Quỷ có biết đâu. Đêm ấy Ma cũng thức trắng. Mọi cử động của quỷ, Ma đều biết hết. Ma càng thắc mắc, càng nghi ngờ. Chương 6 Mùa lúa chín đã tới. Nắng hanh, sáng sớm, trời trở lạnh. Dương núi răng răng Nồng nồng mùi khói bếp Ngoài dãy lúa Lúc nào cũng chỉ chóe hàng đàn chim két xanh Chúng bay hàng trăm hàng nghìn con Quần đảo kín bầu trời Sơ hở một tí thôi Chúng xả xuống dãy lúa Hàng nghìn chiếc mỏ quặp ngấu nghiến Từng bông lúa chịu nặng vàng mơ Lúa, chấu, là tà Cây lúa quản quại rào 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 như có cơn bão đi qua Sơ xác Quỳ và du ma Hai đứa thay phiên nhau canh đàn chim két xanh Canh khỉ đàn khắp nơi đổ về Đập thùng thiếc Bệnh bù nhìn Giật dây Là đến khản giọng chẳng ăn thua Bù nhìn dựng khắp dãy lúa Tay chân cua quèo Giật bắn Ban đầu chúng còn hoảng sợ Bay vù lên cao một lúc Mới thập thò rình mò xà xuống Sau biết là người già Chúng bất cần Chúng còn đậu lên đầu lên cổ bù nhìn rỉa lông líu lo sau khi ăn uống no nê tiếc của Quá mệt Dù mà chỉ còn biết khóc Kiểu này gạt xong Chỉ còn phần ba làm may Làm sao hả Quy Làm cho chúng nó ăn à Lào nước mắt lẫn than cho nhọ nhem khắp mặt Zuma. Quy buồn sầu Cho chúng ăn no nứt diều Còn lại là phần tụi mình Biết làm thế nào được Ngày xưa bà má mà có gặp cảnh này không Cũng có Nhưng ngày xưa cả sau cùng ảo ra gạt vài ngày Ngày xưa đông người lắm Hàng chục người canh gác Hàng trăm người gạt tranh với chim chóc Khỉ voi Bây giờ chỉ hai đứa Dù mà buồn bã giơ cao hai ngón tay Khiến quỷ càng ủ ê Hai người thì chị ăn có hai người Lo gì Nhưng mà tiếc lắm Cực khổ như con chó cả năm Mới có được thế này Không bàn cái nữa Quỳ luồn vào giữa đám bù nhìn Tay cầm cây dài Bất thần vùng lên quất túi bụi vào giữa đám két mỏng Chúng bay vù lên Giáo giác Nhiều con gãy cánh Bể đầu kêu la khắp nơi Quỷ lại bí mật luồn lách đến đám bù nhìn khác Lại làm như cũ Chúng tưởng đám bù nhìn kia là người thật Bằng chứng là hàng chục chim két giãy rủa La lối khắp nơi Thầy thế su man nín khóc Cầm cây gậy dài Luồn vào giữa đám bù nhìn Làm như quỷ Có thể là chúng đã sợ cũng có thể chúng đã ăn no căng, không còn nhét vào đâu được nữa. Tạm dẹp họa chim két mỏng két xanh, lại đến nạn khỉ. Đến nạn khỉ mới thật khủng khiếp. Khôn lanh, táo bạo, bụng rộng không, chúng tấn công quỷ và Suma quyết liệt. Đối với quỷ, chúng còn để sợ đôi chút. Đối với Suma là gái, chúng tỏ ra coi thường. Nhiều con khỉ độc to lớn đến 30 kg, đầu chọc lóc, da nhăn nheo. Xông vào nhe rằng, giơ chân đe dọa Suma. Ôm cảnh cây rung ảo ảo, Bốc cả đất phân ném vào Suma. Nhiều con còn dám làm cho khỉ trước mặt Suma. Can trường, Quen thuộc cuộc sống núi rừng từ ngày còn bé như Suma, Mà còn phát khóc vì chúng. Sợ cái gì? Nín đi! Quát xong, Quỳ cầm hai tay hai cây cộc luồn theo dãy lúa, Bất thần xông vào đám khỉ độc táo tợn. Nhiều con chết nhăn rằng, nhiều con ôm đầu ôm đít chạy. Cũng có con sông bừa vào hướng những cù đá của quỷ văng ra xa, ngáp ngáp. Đám khỉ hoàng sợ hẳn, kéo nhau chạy thục mạng. Sáng hôm sau, đàn khỉ lại ầm ầm kéo đến như trận bão. Chúng chuyển trên ngọn cây, chúng bỏ lồn ngồn dưới mặt đất, kêu thét, nhè răng khoa chân múa tay đe dọa. Quỷ bí mật ra hiệu cho hai con chăn bông bất thần lao đến, xông vào giữa đàn khỉ, đuôi quấn một lúc hai ba con, miệng ngậm, cắn con này đến con khác. Nhiều con bị chăn cắn nhức buốt, rên rỉ, ôm đầu, ôm mặt tháo chạy. Nhân lúc ấy, quỳ lại xua đàn khỉ vệ sĩ sông ra. Nổi khùng, chúng quay lại tấn công hai con chăn bông và đàn khỉ vệ sĩ. Đánh nhau dữ rồi, ỏm tỏi một chạp Hai khỉ của quỳ bị thương, chạy tháo về rên rỉ. Một con bị cắn đứt mất khúc đuôi, máu chảy ròng ròng. Một con bị móc một mắt, ôm mặt chạy về hàng. Một con bị rủ dê, mê mệt một cô nàng nào đó, bỏ đi luôn. Đến bìa giấy, còn làm bộ tỏ ra luyến tiếc hai người bạn nhỏ, ngoài nhìn lại kêu mấy tiếng như phân bùa. Tôi không phải kẻ phản bội đâu, bởi vì, bởi vì ở đây vui hơn, có nhiều cô bạn gái mến tôi, vậy thôi. Sau một ngày đánh nhau với đàn khỉ, với chim muông, Suma và Quỳ đều mệt là người đầy thương tích, khi vệ sĩ Hai con tràn bông cũng mệt mỏi Chán nản Con mất mắt Con mất đuôi Con gãy răng suýt đổ ruột Lại nhớ khi phản bội Chẳng lẽ nó đang tâm bỏ hang động bạn bè Được rồi Sau khi chán chê Mày trở về đây Tụi tao sẽ hỏi tội mày Trở mình Dù mà nghe xương cốt kêu răng rắc Mắt này đom đóm Một bên sườn ê ẩm Cắn chặt răng mà vẫn phải rên Thương bạn, quỳ trở mình, chống một tay nhỏm đầu dậy hỏi. Đau lắm hả Zuma, Hay tôi ra rừng kiếm ngải về bó cho? Đau lắm, nhưng đừng ra rừng lúc này. Ở một mình sợ lắm. Có gì mà sợ? Sợ, sợ cái người đội lốt cọp vằn. Ông ta vẫn quẩn quanh, bám giết bọn mình thôi. Zuma biết. Còn dãy lúa, chẳng lẽ bỏ hết cho chúng sao? bỏ dao được. Ngày mai quỳ đuổi chim, đánh nhau với khỉ. Suma gạt, gạt được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Hay Suma coi nhà, để quỳ đi kêu bà má đến gạt phụ. Đừng, dãy của má còn mênh mông hơn dãy tụi mình. Chợt nhớ ra, quỳ thở dài. Tôi mắt tối mũi với bảy khỉ, bảy chim két. Quỷ quên bẵng mấy dậy lùa bát ngát của bà má. Dậy của mình, mình làm mình ăn, được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nhưng dãy của má, má đâu có ăn một mình. Má còn phải tiện tạn, để dành nuôi ai đó rất nhiều, rất đông. đồng lắm. Gạt xong dãy mình, còn phải tới đó gạt phụ má mới được. Quỳ bò dậy, lén Suma ra cửa hàng, vần chiếc cuối bằng đá, đổ vào vài bụng lúa mới gạt. Hai tay giờ cao, hai chiếc chày cũng bằng đá, nện mạnh. Từng hạt lúa mới trao nghiêng, nhảy bàn xung quanh. Tiếng chảy đá nện xuống lòng cối đá nghe ầm ầm vang vọng. Mồ hôi lại vã ra như tắm. Dù vẫn ngủ say như chết. Quỳ mừng thầm. Ngủ đi, ngủ say nữa đi. Quỷ sẽ nấu ống tre cơm mới cho Zuma lấy sức. Lờ mờ chưa gạt hết giấy lúa. Đã ngạ lăn ra bệnh hoạn. Còn nói chi đến chuyện kiếm tìm tông tích người rừng. Và cái đội quân bí mật, kho vũ khí bí mật kia. Đánh lửa cào cảnh một lúc, mới nhóm được bếp. Ông cha đầy nước và gạo kêu o o vui vẻ Quỳ ngồi bó gối nhìn ra khoảng rừng bên kia suối Quen thuộc cánh rừng này đến mức có cây nào bị thương Cây nào bị dây leo chèn ép Cây nào bị thú rừng cào cấu Quỷ biết ngay Thế mà cái ông giả cọp ấy vẫn len lỏi đến đây Mình không nhìn tận mắt được Cũng lạ Người ấy giỏi hơn mình nhiều Ở rừng lâu hơn mình nhiều Hơn cả Suma nữa kia Mùi cơm thơm lừng Quỳ nuốt nước bọt đánh ực Vội vàng bớt lửa Chờ ống tre Còn một ít thịt kỳ nhông muối cho chanh Quỳ đem ra đặt lên bếp Khói vàng bốc cao Xèo xèo Mỡ tươm vàng ươm Ngạt mũi Suma Ma đã thức Tỉnh táo lại Mặt sáng hừng Mắt dịu trong Thậm sâu Tóc là xòa Ngài ngái mùi lá cây rừng phảng phất mùi ngài cứu Thơm quá Suma chép miệng, xà vào cạnh quỳ, đưa tay cào cào lớp cho phủ miếng thịt sừng quỳ không ngủ à thức hoài bệnh chết chết cho khỏe quỳ khỏe suma khỏe quỳ nhoẻn cười lấy dao trẻ ông cha đựng cơm cơm gạo mới dẻo quánh thơm cả hang động nói gì kỳ cục vậy sao lại khỏe suma bộ suma thích quỷ chết lắm sao mặt suma đã lấp lại ánh lửa xanh khiến quỷ giật mình vội vàng giàn hòa. Thôi mà, nói chơi chút thôi mà. Mệt quá tay chân dã rời. Dù mà đòn nắm cơm gạo mới từ tay quỳ, cặp miếng thịt kỳ nhông nướng, cho vào miệng, vẫn cào nhào. Từ dày không được nói chơi kiểu ấy nữa. Nói chuyện xui, không tốt đâu. Rừng núi linh thiêng lắm, không phải như ở ấp của quỳ đâu. Quỳ nhai cơm, cắn miếng thịt kỳ nhông ngon lành. Dành phần thịt cho Suma nhiều hơn Suma đưa miếng thịt lại chỗ quỷ bảo Quỷ ăn đi Con trai làm nhiều hơn con gái Ăn nhiều hơn con gái Ai bảo thế Mẹ bảo Ngày xưa trong bữa cơm mẹ thường bảo thế cùng cha Quỷ thích Suma ăn nhiều hơn Ngủ nhiều hơn Suma mà bệnh Quỷ lo sợ lắm Quỷ đâu thông thạo xứ này bằng Suma Thôi Không nói chuyện xui xảo ấy nữa Khỉ út và đàn khỉ vệ sĩ mò ra Đòi ăn Nhìn con mắt trái của khỉ cộc đuôi sưng hùm hộp Suma xót xa Đưa nó nửa bát cơm gạo mới Khỉ lông đỏ vẫn rên rỉ Khúc đuôi còn lại vẫn rỉ máu Suma đã lội rừng Tìm ngài độc Dã nát bằng cho nó Vẫn chưa lành Nhìn mấy đứa này lại nhớ thằng bỏ đi Quỳ cào nhầu Kệ nó Đừng nhắc nữa Vài ngày nữa nó lại về thôi Tối hôm ấy Suma xuống suối tìm lá ngải cứu cho mình và cho đàn khỉ. Quỷ nghe từ bờ suối bằng đến tiếng hát rất lạ của Suma. Tiếng hát réo sát, lúc vút cao như chim hồng hoàng quạt cánh ảo ảo trên vòng cây cao. Lúc chìm hẳn xuống, lục cục, nảy khúc như đá lăn dưới đáy suối. Quỷ chỉ thấy buồn, nhớ mẹ, nhớ quê nhà bên kia sông. Quỷ không hiểu trong lời hát ấy, Suma bộc lộ điều thầm kín gì. Quỷ bỗng thấy bồi hồi bồi hồi khi nhìn ra cánh rừng sương giang mờ ảo Như chính đó là điều làm cho tâm hồn quỷ sao xuyến bồi hồi Khi gà rừng gái hiệp nam Chim chìa vôi kêu lành lót ngoài cửa hàng Bới chồng chị hạc Con chim cú tham ăn loạn quạng Đập cánh bành bạch lao vào vách đá vì trời đã sáng Mắt chúng đã mờ Quỷ vội vàng thức dậy Nhóm bếp Vò gạo cho vào ống tre Soạn dao Nón lá Tự chằm lấy bằng lá buông Quỳ còn chẳng cho Suma chiếc áo đi mưa bằng lá buông rất đẹp Nhiều lần Suma quàng vào Cười khúc khích Ngoái nhìn bên phải, bên trái Phía trước, phía sau Cơm đã chín Suma vẫn còn say giấc. Quỳ không dám tự nhiên đến lai gọi như trước đây Quỳ đành sách sao Cầm súng ra dẫy một mình Đến nơi Quỳ bàng hoàng tượng chiêm bao Cả dãy lùa trống trơn Mặt đất chai cứng và gốc cây bị đốt đen thui trơ ra kêu to một tiếng quỷ đâm đầu chạy băng ra giữa dãy lúa càng ngạc nhiên hơn cả dãy lúa mênh mông đã được cắt hết lúa đã được bó thành bó chất dọc bờ suối như có phép tiên quỷ bàng hoàng chạy đến đưa tay sờ soạng từng bó lúa xếp gọn gàng ngăn nắp cao hơn đầu người chỉ một đêm thôi ít nhất phải hàng trăm người mạnh khỏe mới làm được việc như có phép tiên này quỷ chạy bay về hàng đánh thức Zuma dậy quên cả ngượng ngùng khi Suma chỉ dính có miếng vải rách trên người. Hơi ấm từ người Suma tỏa khắp hàng. Suma ngượng ngùng, hai tay khoanh trước ngực, kêu ới một tiếng bỏ chạy tuốt vào đáy hang. Nghe lòa soạn một lúc, Suma trở ra về chiếc áo đi mưa bằng lá buông, do chính tay quỷ chằm, mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Ra coi dẫy chút, kỳ cục lắm, máu lên Suma. Suma ngơ ngác, lo sợ, thụt lùi khi quỳ xong để nắm tay lôi đi. Vừa trông thấy dậy trống trơn, Su kêu ối một tiếng, suýt ngã quỳ Lạy trời đất! Su bỗng quỳ xuống, hai tay chắp lại đưa cao khỏi đầu, nước mắt vui sướng giàn rụa hai má. Sau đó Su và quỳ rào khắp dãy lúa chờ gốc xạ dạ, cúi nhìn từng dầu chân giẫm nát mặt sẫy Quỳ lượm được một viên đạn tiểu liên liền chạy đến bảo Su bàng hoàng đội quân của ông rừng xanh gạt giúp mình. Chắc chắn thế. Suma bồi hồi nhìn những đống bó lúa vàng rực, không nói gì. Nhưng trong thầm tâm, Suma cũng cho là do người mẹ báo cho ông rừng xanh về gạt lúa. Quanh bà má và ông rừng xanh, kho gạo lúa, kho vũ khí bí mật, có biết bao điều thầm kín hệ trọng. Suma không sao hiểu được. Chỉ có quỳ là mơ hồ đoán hiểu sự việc do nội thợ rèn và nội trèo đò dặn dò lúc vừa sông Đồng Nai qua đây. Dọn hết mấy đống lúa bỏ ấy bể hàng Quỳ và Suma mệt là Lòng phơi phới Theo phong tục Suma cúng trời Cúng đất suốt buổi tối buổi sáng Hai đứa nấu cơm gạo mới Săn thịt sừng Suma đi đánh bẫy kỳ nhông Quỳ đánh bẫy gà rừng Nhiều lần quỳ định đi săn khỉ Nhưng Suma không cho Nhà mình có nuôi khỉ Đừng làm chúng sợ Trời phạt Quỳ phải chặt cây dựng thành hàng rào dài hàng trăm thước cách chục thước lại khoét một lỗ vừa đủ gài một vòng thòng lọng loại bẫy cỏ ke rất nhạy gà rừng bước qua bẫy sập cần bẫy bật đứng lên thòng lọng giết lại tờ mờ sáng quỳ một mình lùi rừng thăm bẫy bỏ năm chiếc bẫy đầu tiên quỳ chạy nhào đến chiếc bẫy thứ sáu đang làm rung rinh trong cây chung quanh tiếng gà kêu quàng quác tung tóe một đám lông đỏ ngời như bốc lửa quỳ lao đến tóm gọn chú gà trống, gài lại bẫy. Từ đó cho đến cần bẫy cuối cùng, quỷ bắt được thêm hai chú gà trống. Nếu Suma báo trước lễ cúng trời, quỷ còn có thể đánh bẫy thỏ. Ôm gà về nhà, Suma đã nấu cơm, nướng thịt kỳ nhông xong. Hai đứa tiếp tục làm thịt gà rừng. Một con cho vào ống tre nấu canh, hai con đem nướng. Cả hang động ngào ngạt mùi gạo mới, mùi thịt rừng. Suma gội đầu sạch sẽ, Quấn quanh người mảnh vải, cúi lại khắp bốn phương trời, mười phương Phật, hàng động tảng đá nơi ngủ nghề. Quỳ không chịu lạy. Suma phụng phịu giận hờn, đành chắp tay xá mỗi nơi một xá. Xong xuôi, Suma bảo quỳ đánh còn cho Suma mua hát đúng phong tục. Quỳ mí môi nhịn cười, đập mạnh cán dao vào thành đá, bật âm thanh ngân vàng khắp hang động. Suma giờ cao hai tay lên trời, nhấp nhô hai vai trần bụng co bóp liên tục, cổ dướn cao, mông vẹo sang phải, sang trái, khi nhảy tung lên trong tiếng thét man dở, khi chân quỳ, chân duỗi, ngực nhấp nhô lượn sóng. Quỳ càng đánh mạnh vào thanh đá, Suma càng mùa máy như điên, càng thét hát bằng tiếng dân tộc, mắt long lanh niềm vui. Bỗng dưng Su Ma nhòi người để nắm tay lôi quỷ vào vòng nhảy. Quỷ ngượng ngùng, lúng túng, đạp lên chân Su Mặc kệ, Mắt Suma càng long lanh, nửa thân trên bóng láng mồ hôi, tràn trề, tâng tâng. Càng nhảy múa, Suma càng ôm ghi người quỷ. Lúc kéo gặp người quỷ xuống sát ngực, lúc buông ra, nhảy vần quanh quỷ như mèo vần chuột. Sau một hồi tiếng rú lành lót như còi tàu hỏa, Suma nhảy tung người lên, ôm chầm lấy cổ quỷ, khiến cả hai ngã quỵ xuống nền đá. Suma hoàn toàn sung sướng vì quỷ biết chiều phong tục của Suma của trời đất, buồn sóc tự ngàn xưa. Sáng sớm hôm sau, quỷ rủ Soma nhân ngày hội mùa vui vẻ của người dân tộc nên trở về sóc xưa xem sao. Biết đâu ở đó nay đã có người ở, sóc lại trở lại chủ phú vui vẻ như xưa. Soma trầm ngâm, cảm động vì tấm lòng của quỷ, nhưng im lặng nhóm bếp. Sao im lặng Soma? Có đi không? Hay xa xôi? mấy hôm nay trời nắng hanh, Chắc đường xa khô giáo thôi. Suma bẽn lẽn cúi thổi lửa, mặt đỏ bừng. Quỷ không biết phong tục quê Suma đó. Người dân tộc Suma đâu có quê hương như cái làng, cái ấp của quỷ. Qua vài mùa rẫy, đất xấu đi, lại rời sóc, tìm nơi khác. Rồi vài mùa rẫy sau, lại cắt rừng đi hướng khác. Một khi đã kéo nhau đi rồi, không bao giờ trở lại nơi xưa. Huống chi cái sóc xưa của Su lại bị bọn giống si cả ke ở ốc cổ quỳ đốt phá sạch. Ở đó bây giờ có nhiều ma lắm. Quỳ ngạc nhiên, càng thương Su Mồ côi bố mẹ, lại không họ hàng thân thích, không hàng xóm láng giềng như người quê mình. Mình cũng mồ côi như Su nhưng còn cái làng, cái ấp, còn nội trèo đò, nội thợ rèn, còn má bảy, má sáu, lúc nào cũng nhớ mình, sẵn lòng nuôi nấng mình khi trở về. Hay mình đi loanh quanh gần đó Coi có cái gì lạ không Biết đâu lại gặp ông tướng cướp rừng xanh Và đội quân của ông Các ông ấy đã bí mật gặt lúa giúp mình Dù chút cơm gạo mới Trong ông tre ra Rắc muối lên trên bảo Đi thì đi Mặt trời sắp lặn là phải quay về đó Ngại đi đêm lắm Độ giữa trưa Quỷ đang bước nhanh dọc bờ con suối không tên Bỗng kéo tay ma dừng lại hai con tràn bông đang phóng như bay trở lại khi đầu đàn và khi cộc đuôi từ trên ngọn cây giáng hương kêu trì chóe rồi im bặt cái gì đấy Suma ma quỳ thầm hỏi có người Suma cũng bám bờ vai quỳ tay phải làm lăm con dao rừng quỳ chuyển khẩu súng rulo sang tay phải tay trái với ra sau lưng rút một mũi tên tầm thuốc độc ra hiệu cho Suma nấp sau cây cầm lai già quỳ bò trườn lên ngọn đồi rậm rạp. Mũi súng trịa hướng khi đầu đàn làm ám hiệu. Suma nín thở, hồi hộp, cào nhàu Đã bảo đừng đi mà có nghe đâu. Cái sóc ấy nhiều ma lắm. Suma giật mình. Tại sao hồi này mình hay cào nhàu cào gắt quỷ đến thế? Trước đây có thế đâu. Suma cảm thấy thích thú lẫn hãnh diện khi có quỷ đứng mũi chịu xào bất cứ lúc nào. Như hiện giờ quỷ đang một mình một súng trấn thủ phía trước Suma kia. Quỷ đưa tay ngoắt Suma Suma mỉm cười Bò dần đến gần quỷ Ghé sát vai quỷ nhìn hướng trước mặt Suma bỗng sáng hừng Một đội quân súng ống đầy đủ Quần áo bà ba mốc thích Cũng có người mặc quần cụt Ở trần Im lặng hành quân băng qua tràng trống Khoảng cách mỗi người độ năm thước Có nhiều khẩu súng to quá Hai người khiêng lạc lè Cái nòng súng to và dài như vòi voi Khi nhìn người đi đầu hàng quân hàng trăm ấy Suma buồn miệng kêu khẽ Ông tướng cướp rừng xanh Ông đội lốt cọp vằn cái đêm ấy Quỷ vội đưa tay bịt miệng Suma Im Suma Đừng cho họ biết Bộ đội đấy Bọn thằng di cả kê Bọn lính chỗ quỷ rất sợ họ Và trong tâm hồn quỷ bỗng nảy ý muốn kỳ lạ Hay mình theo đội quân này của ông tướng cướp rừng xanh Bàn tay ấm áp của Suma bám chặt vai quỷ như chính Suma đã đọc được ý nghĩ ấy trong đầu quỷ. Suma rất sợ cảnh sống một mình côi cút, bờ vờ trong hang động giữa cánh rừng đại ngàn này. Người cuối cùng của đội quân do ông tướng cướp rừng xanh chỉ huy đã khuất vào cánh rừng xà. Lòng quỷ bứt rứt, ngẩn ngơ. Suma nhìn thẳng đáy mắt quỷ lo sợ, thấy rõ những điều không hay sắp tới trong cuộc sống của Suma. Từ giây phút ấy, Suma nghĩ ra cách giữ chân quỷ càng lâu càng tốt, với hang động với rừng núi của Soma. Quỷ dụ Soma lang thang tìm đến sóc xưa của gia đình Soma. Không ngần ngừ, Soma cầm sao, hú gọi chăn bông, khi đầu đàn và khi vệ sĩ đi trước, mở đường. Soma muốn khoe hết cái đẹp, cái vui của núi rừng cùng quỷ. Mong sao quỷ vui, đừng chạy theo đạo quân của ông tướng cướp rừng xanh. Soma dẫn quỷ ngang một chàng trống xanh ngát chanh non, ngọn hà thủ ô, hoa rừng, chim muông kéo đến ca hát tìm thức ăn. Xô ma trèo lên ngọn cây lành ngạnh cạnh lối đi, tìm hái từng chùm trái gùi hãy còn xanh quàng xuống cho quỷ. Quỷ đón hứng từng chùm trái gùi nổi gân trắng, bóp nhẹ. Múi gùi màu lòng đào hiện ra, ngọt lử. Dù mà còn đứng trên cảnh cao, chỉ cách ăn cho quỷ, cười khúc khích. Quỷ đã ăn no, bọc một bọc trái gùi. Dù mà vẫn chưa chịu xuống. Một con chim to lớn khác thường, màu sắc sạc sỡ, Kêu hùm hùm âm vang như tiếng cọp gầm dưới hú sâu, sáp vào toan đánh Sô Ma. Quỷ kêu toáng lên, vội vàng trèo lên dìu Sô Ma tuột xuống. Con chim to lớn kêu khản giọng, sáp lại quạt cánh đánh mạnh vào má Sô Ma bật máu. May mà quỷ đã nhanh tay đập hú họa một nhánh cây. Nó bị thương, lào đảo bay đi. Tiếng kêu nghẹn ngào của nó còn rền dị mãi tận bìa tràng, trên một ngọn núi đá chơi trọi quỳ lấy vải lau chỗ xây xước trên má su ma lần đầu tiên quỳ chợt trông thấy mớ lông tơ mịn màng trên đôi máu bầu bĩnh của bạn gái chợt trông thấy làn mi uốn cong của bạn gái giật giật liên hồi sao thế đau lắm à su ma trèo lên đó làm gì cho khổ không biết thấy quỳ thèm gùi đầu mùa thèm trái rừng của su ma ai rẻ con chim quái gở đó liều lĩnh thế su ma nhoài khỏi vòng tay quỳ lèn lén kéo tràn vạt áo bằng vỏ cây bện phủ hai đầu gối tròn tròn, dám nắng. Không để ý đến chuyện tế nhị ấy, quỷ vẫn ngước cổ kiếm tìm gì đấy trên chạc ba cây giáng hương già gần đấy. Cái gì thế quỷ? Tổ chim, tổ con chim giữ tợn đó. Thế rồi Quỳ vùng chạy đến gốc cây giáng hương cổ thụ, trèo toàn thoát. Nhảy mắt, quỷ đã leo đến tổ chim, la toáng xuống. Nhiều trứng lắm, đầy một bọng cây hàng trăm trứng. Nè, Zuma nhìn thấy không? Trứng to bằng trứng gà. Zuma cũng lóa mắt, chạy đến gốc cây toan trèo lên. Nhưng con chim dữ dằn đã trở lại, kêu hùm hùm, lao thẳng vào quỳ. Hình như theo tiếng kêu cứu đau đớn của nó, khắp cánh rừng xuất hiện nhiều tiếng kêu quái gở, như tiếng gió hú qua khe núi, như có đạo quân vô hình hò reo, kéo tới bao vây quỳ và Zuma. kin ca! Soma kêu thất thành. Coi chừng, chúng đông lắm, dữ lắm. Chúng ăn thịt người đấy. Kinh ca, kinh ca. Đàn chim như đàn gà mái lao vào quỳ. Móng, cánh, mỏ, đầm quạp tới tấp vào mặt, vào cổ quỳ. Quỳ không phải tay vừa, tựa lưng vào chạc ba cây giáng hương. Hai tay đánh nhau với đàn chim kinh ca say máu để cứu bạn, cứu tổ đầy trứng của đồng loại. Càng đánh nhau với quỳ, Chúng càng kéo đến đông hơn Càng táo bạo hơn Thấy quỷ đã thấm mệt Mặt đã dưng phù Dù ma chợt nhớ ra Hú gọi đàn khỉ vệ sĩ và hai con chăn bông Tay chỉ trỏ, thúc giục Hai con chăn bông vào một cái như hai luồng ánh sáng Đã lên tới chỗ quỷ đang lâm nạn Trùng quang thân qua cảnh cây Dùng cả đuôi, cả đầu múa vù vù Miệng há hoác, phun phì phì Miệng hai con chăn bông dính đầy lông màu đỏ màu xanh của loài chim quái gở khi đầu đàn nóng ruột thoàn thoát trèo lên ngọn cây kế đấy múa máy khọt khẹt đe dọa dùng cây thỏ tay chụp nhanh đàn chim nhưng khi đầu đàn và khi cộc đuôi đã bị đàn chim kin ca xông vào đánh sưng cả mặt kêu chí chóe không xuống được không lên được liều mạng khi đầu đàn rình chộp được con chim có lẽ là đầu đàn vung vù vù chung quanh con chim đau đớn kêu thứ tiếng như van xin như cầu hòa cho đồng loại. Đàn chim tàn dần ra. Lửa thế, quỳ vội vàng tụt nhanh xuống, ngã vào lòng su ma. Mặt cổ, lưng ngực quỳ dớm máu, dây sướt đẫm mồ hôi, nhức buốt không thể tả. Đạt quỳ nằm cạnh gốc cây, su ma vội vàng bỏ ra rừng tìm lá ngải độc do cha su ma truyền trì. Mắt láo liên trông quanh, chân bước nhanh, vấp váp chúi nhủi nhiều lần. su ma chạy ảo đến một hang đá đầy rêu xanh, rêu đen, rêu đỏ, óng ánh trong ánh mặt trời. Suma chui nhanh vào hang, một lúc trở ra, mặt đờ đẫn khác thường, thở hổn hển. Không hiểu Suma đã làm gì trong đó trước khi trở ra, mà hai lòng mắt sáng quắc như hai luồng điện cực mạnh, toàn thân run bắn, đầm đìa mồ hôi như vừa qua trận đánh nhau dữ dội. Tay cầm bảy chiếc lá ngải sần sùi, thay đổi màu sắc rất nhanh. Trở về đến nơi, Suma kêu to, hốt hoảng. Quy, Quy, tỉnh lại, có thuốc đây rồi, tỉnh lại Quy. Quỳ vẫn mê màn, mặt mà sưng vù, hai mặt bầm đen, ngực nổi đầy nốt đỏ như bị loài ong vò vẽ đốt. Dù nâng đầu quỳ lên đùi mình, cùi hút chất đầu khắp mặt, ngực lưng quỳ. Dù vừa lấy môi ra, những chỗ ấy bật máu bầm đen. Khi đôi môi dù lần đến môi trên quỳ, toàn hút vài chỗ sưng tấy ở đấy. Bỗng dù dùng mình, nhìn chung quanh rất nhanh Rồi cắn răng Cùi xuống lần tìm môi trên sưng mọng của quỷ Một lúc lâu Zuma bật dậy Nhổ ra sau một ít máu bầm đen như máu đìa Đôi mắt quỷ đã động đậy Tay chân cựa quậy Ấm dần Khi đầu đàn và hai chân bông chạy toáng chung quanh canh gác kẻ lạ Nhất là đàn chim kin ca Zuma nhai bảy lá ngài Giờ đã chuyển màu trắng ánh Đắp lên khắp vết thương trên người quỷ Bã lá ngài hút chặt vào người quỷ như bầy đỉa trâu nghe mùi máu tươi quỷ rên rỉ một lúc mở mắt nhìn thẳng đôi mắt đẫm lệ của su chuyện gì vậy su ông tướng cướp rừng xanh lại tra hỏi su về cái thứ ngải ma lai ấy à không nằm yên nghỉ chút đi quỷ chim kin ca chim ăn thịt người dữ hơn cọp beo hơn ngải ma lai nhiều chúng kêu réo lát nữa sẽ có cọp đến hàng đàn may mà có chăn bông khi vệ sĩ quỳ ngồi dậy, thở hát ra thẫn thờ. Không có Zuma và thuốc ngải quỳ gia truyền mới nguy. Zuma đỏ mặt, dí một ngón tay vào má quỳ. Sợ chưa? Còn ham bắt tổ chim nữa không? Làm như con nít. Giá quỳ, ông tương cướp rừng xanh, bà má ở kho lúa gạo, biết được thuốc ngải quý của Zuma. Đang vui Zuma bỗng tái mặt, vội đưa tay bịt miệng quỳ. Đừng, đừng nói chuyện ấy Trời phạt đấy Quỳ nhìn xoáy vào đáy mắt dù mà Đoán biết điều bí mật Điều khó nói về bí quyết loại ngải ma lai Ngải ó ma lai là có thật Quỳ đã tận mắt trông thấy loại lá ngải ấy Nhưng bí quyết pha chế Bí quyết khi hái ngải Dù mà chắc chắn không thể chỉ bảo cho một ai Vì có điều bí ẩn thầm kín trong đó Vì có lời thề đầu của dòng họ Khi trao truyền lại cho con cháu càng ngày quỳ càng quyết đoán đó là sự thật. Mỗi lần dò hỏi đến cách hái ngải, cách pha chế, dù mà bỗng đỏ mặt thẹn thùng, cũng như cách chữa trị khi bị rắn độc cắn, như nội trèo đò thường kể, chỉ có con gái mới có thuốc riêng từ bản thân họ, cộng với lá cây, lá ngải. Nhiều người già từng trải, con đàn cháu đống, vẫn ngượng ngùng khi kể lại bí mật ấy cho con cháu. Thế nhưng quỳ rất muốn biết bí quyết ấy để tìm cách chỉ cho bà má kho lúa gạo bí mật kia. Thế nào bà má ấy cũng có liên lạc với đội quân của ông tướng cướp rừng xanh. Quỷ thẩm mơ ước thấy được ngày đội quân ấy tràn về ấp 10 của quỷ, thấy được bọn di cả kê bị đền tội, thấy được cảnh dân ấp 10 vui mừng chào đón đội quân của ông tướng cướp rừng xanh. Biết đầu chẳng có quỷ trong đội quân ấy, có cả dù ma nữa chứ. Mặt trời sắp khuất phía sau cánh rừng đại ngàn, đàn chim xanh nháo nhác về tổ, vượn hú trên ngọn cây cao. Suma và Quỳ đã mỏi gối, trồn chân, đành phải quay về thôi. Sắp đến một khúc quanh, Suma ra hiệu Quỳ nép vào gốc cây, mặt hướng về chẳng trống trước mặt. Giữa chùm ánh mặt trời hình rẻ quạt nhiều màu sắc, hai con chim công sạc sỡ đang xòe cánh như chiếc quạt khổng lồ bằng thủy tinh, lung linh. Công trống kêu hực một tiếng, lông đuôi xòe, dựng đứng như vầng dáng chiều. Hai cánh xòe rộng toàn thân công lung linh huyền ảo lộng lẫy. Công mái đứng canh cho công chống múa. Chốc chốc lại tố hộ vài tiếng cầm nhịp cho điệu múa hoặc báo động điều gì chẳng lành. Say xưa ngắm nhìn một lúc, dù nắm tay quỷ kéo đi. Về thôi, tối rồi. Rừng núi của Suma còn nhiều thứ hay lắm, đẹp lắm. Quỷ không biết, không thấy hết đâu. Chương 7 Quỷ giật mình, Choàng dậy khi khỉ đầu đàn ngủ trên cành cây trước cửa hàng kêu khọt khẹt. Cạnh đấy, Zuma vẫn còn ngáy đều đều. Qua ánh lửa chập chờn, Zuma nằm khoanh con tôm, hai cánh tay vắt chéo qua ngực, hai chân thò ra khỏi tùm lá cây rừng, thấp thoáng. Quỷ cảm thấy thương thân phận Zuma quá. Nếu mình bỏ đi, Zuma chỉ sống một mình với hai chăn bông, ba chú khỉ dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể thay thế Quỷ được. Chỉ còn một cách là kéo Su cùng đi với quỷ thôi Cả ba chú khỉ Hai chăn bông Su chưa quen cuộc sống định canh định cư Càng chưa quen cuộc sống ở ấp như cái ấp người của quỷ Nhưng làm sao bây giờ Lời dặn dò tâm huyết của nội trèo đỏ Nội thợ rèn Khi quỷ đặt chân lên cánh rừng này Kéo tấm vỏ cây giang bệnh nhuyễn đắp lên người Su Quỷ lần ra cửa hàng Nghe ngóng Rừng đêm ào ào gió thổi Dòng suối lặng lờ lấp loáng ánh lân tinh. Cả quẫy sóng, vài con kỳ đà, chuột núi, bơi qua dòng suối, rượt đuổi nhau. Từ hướng bên kia sông Đồng Nai, hướng ấp mười của quỳ vang đến tiếng súng, tiếng đạn pháo, tiếng máy bay hay xe tăng gầm rú. Hình như một trận đánh, một trận đánh lớn. Tiếng tàu chiến gầm gừ dọc sông Đồng Nai. Quỳ giọng tai nghe ngóng, rừng vẫn im ắng. Nhẹ chân trở vào hang, Suma vẫn ngủ say Mặt ngửa lên vòm hang Hai cánh tay trần rang rộng trên nền đá Mày nhíu lại lo âu Quỳ cầm nhạy khẩu súng ru lô Con dao đi rừng Giòn rén bước ra cửa hang Sợ nhất là khi đầu đàn thức giấc Nó mà kêu lên vài tiếng Không thể nào đi được Hình như Suma đã biết ý định của quỷ Biến vào rừng đêm Quỷ đi như chạy Đã quen thuộc đường đi lối lại Quỷ đi rất nhanh Tay vẫn sẵn sàng nhả đạn Còn dao làm lằm trong tay trái Ảnh lân tinh lá mục chiều lối đi cho quỳ Xạo rực Đội tàn điếu thuốc Dãy nhà kho của bà má đã hiện trước mặt Cũng chập trần ẩn hiện trong ánh lửa lân tinh Của cây rừng, lá mục Qua một vài khoảng trống tán cây rừng bịt bùng Gión rén bò đến ngách hang Chưa vũ khí bí mật Quy định tìm cách chui vào hang xem sao Số vũ khí ấy còn không Hai đội quân của ông tướng cướp rừng xanh đã lấy đi rồi Nếu đã lấy đi Chắc chắn tiếng súng dữ dội đầu hôm ở ấp 10 Là do đội quân của ông ấy đánh phá Đang chuyển nhẹ vào cửa hàng Bỗng một vật gì nặng lắm Nóng hổi đổ ụp xuống lưng quỳ đánh hự Tối tam mặt mũi Hai cánh tay cứng như thép cấu cổ quỳ Lần tìm yết hầu quỳ Quỳ lật người Tùng hai chân lên trời Cố hất vật ấy xuống đáy hàng Hơi nóng mùi cỏ tươi phả sát mặt quỷ. Hai cánh tay ấy vẫn ghì chặt cổ quỷ. Tiếng táp xoàm xoạp, xoàm xoạp ghê rợn. Nước bọt nhơn nhớt, nóng hổi chảy đầy mặt quỷ. Gấu chó. Quỷ kêu thầm hoảng sợ. Gấu chó của bà má. Quỷ đưa hai tay cô gỡ hai bàn tay như bọc nhung của gấu chó, đang tìm cách luồn móng vuốt vào cổ mình. Quỷ đau đớn kêu to. Gấu chó, mày quên tao rồi à? quỳ đấy mà Hai bàn tay bọc nhung của gấu chó nới rộng ra Quỳ thở phì phì Năn nỉ nó Quỷ đây, mày quên rồi sao? Quỷ với xô ma thường tới đây với mày đó. Gấu chó lật ngửa quỷ, cúi nhìn mặt quỷ dày lát, phì nước bọt hơi hám vào mặt quỷ. Nó gào to một tiếng báo động. Bà má giật tràng dậy, chạy bay ra, tay cầm con dao sáng quắc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Ở Ma Lai Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại